Xin chào buổi sáng tất cả các bạn, và cái video ngày hôm nay oh my god, 2 cho đến 3 tháng rồi mình đã không gặp những người bạn của mình. Tại vì chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian là giãn cách xã hội. Và ngày hôm nay mình quyết định là đi đến thăm họ và gửi cho họ một cái món quà. Quà là gì á? Là một cái board game mà mình đã chơi rất là nhiều trong những ngày qua khi mà mình đang ở nhà với lại gia đình của mình. Và mình cảm thấy á, cái board game này nó cũng gắn liền với lại tuổi thơ tất cả các bạn đang xem cái video này. Đó chính là cờ tỷ phú. Khi mà mình chơi á, mình cảm thấy là mình không có cầm điện thoại nữa, không có on socials nữa. Mình dành nhiều thời gian với lại gia đình, những người ở xung quanh của mình hơn. Mình nghĩ là mình nên mua cái món quà này để gửi đến với lại những người bạn của mình. Để bây giờ nè, khi mà họ đang ở nhà, họ không đi làm á, thì họ dành nhiều thời gian với lại gia đình của họ chơi cái board game này. Nó rất là ý nghĩa và rất là vui nữa, độ tuổi nào cũng có thể chơi được hết. Vài ngày trước thì mình nhận được một cái món quà, cũng là một cái bộ cờ tỷ phú có tên là Saigon Poly, đến từ, để mình tap vào cho các bạn xem, đến từ LV, và đây chính là cái Saigon Poly đó. Thì đây là một cái board game đến từ một thương hiệu có tên là Mastermind. Mastermind thì mình biết cái thương hiệu này á rất là lâu rồi, qua những cái board game giống như là cờ tỷ phú, rồi cờ cá ngựa, bầu cua cá cọp, rồi domino, poker chip nữa mọi người. Oh my god, họ làm rất là đẹp. Thì những cái hộp gỗ, những cái board gỗ rồi canvas, thì đây á là một cái board game được làm từ một cái chất liệu canvas. Khi mà mình mở ra mình cảm thấy là oh my god, họ làm đồ của họ rất là chất lượng. Từ những cái miếng canvas là cái bảng mà chúng ta chơi đó mọi người, rồi được bọc một cái lớp da nữa, được làm bằng tay. Và ngoài ra là những cái nhà mà khi mà chúng ta mua đất mua nhà đó mọi người, thì được in 3D nè. Với lại đặc biệt hơn á là nếu mà các bạn biết, khi mà chúng ta chơi chúng ta phải có một cái quân cờ để chúng ta đi nước á. Thay vì chúng ta có những cái quân cờ khác nhau thì lần này chúng ta sẽ có những cái ghế bằng nhựa, giống như là cái ghế mà chúng ta ngồi uống nước ở ngoài đường á. Rồi có gì nữa ta? Ồ, xí ngầu nè. Rồi những cái tiền cũng được làm rất là đẹp. Rồi những cái khí vận và lucky draw in cũng rất là đẹp. Thì họ sẽ có Saigon và Hà Nội Poly, những cái đường giống như là Bùi Viện nè, những cái bến xe. Rồi các bạn thật sự là sẽ in love với lại cái bộ Saigon hoặc là Hà Nội Poly này đến từ Mastermind. Mình chắc là đặt cái website của họ ở đây là tại vì thật sự là họ làm đồ rất là đẹp, rất là đẹp và rất là tỉ mỉ. Cái chất lượng thì không còn gì để nói nữa hết. Ngoài ra mình đã quyết định là mua 30 cái bộ này để gửi tặng đến với lại những người bạn của mình. Hôm nay mình sẽ đi từ 17 đến 20 địa điểm. Và những cái địa điểm khác giống như là ở xa hơn hay là ở Hà Nội á, thì mình sẽ gửi vận chuyển đến với lại những người bạn của mình. Ô, với lại cảm ơn Mastermind rất là nhiều. Tại vì khi mà mình mua 30 set này thì họ đã gửi tặng cho mình một cái set poker chip đến từ Mastermind. Thông tin của họ mình cũng đặt ở ngay dưới các phần miêu tả. Và thật sự là đây là một món quà sẽ rất là ý nghĩa đến với lại những người bạn của mình trong cái khoảng thời gian này. Có thể là mình sẽ giveaway vài cái bộ Saigon hoặc là Hà Nội Poly này ở trong cái video ngày hôm nay, hoặc là cái Instagram của mình. Nếu mà các bạn vẫn chưa có follow á, thì đây là cái Instagram của mình. Hãy follow để cập nhật được những thông tin và chi tiết. Và bây giờ thì mình đang trên đường đi mua một cái ly cà phê, và sau đó thì đi về đến nhà mình đón Ni. Hôm nay sẽ có Ni đi cùng với lại mình để đi thăm những người bạn này và gửi những cái món quà ý nghĩa này đến với lại họ. Until then, hẹn lại mọi người nha. Đi thôi. Bồi sẽ cùng nhau ghé qua nhà những người bạn thân để gửi cho họ mỗi người một món quà bất ngờ. Thì các bạn hãy theo chân Ni và Fable nha. Và
Và cái địa điểm đầu tiên mà mình đang đi đến đó chính là nhà của anh Kiên, chị Loan và bé Cam, gia đình Cam Cam. Thì nhà của anh Kiên cách nhà mình có 2 phút mà thôi. Và anh Kiên sẽ nhận được cái version của Hà Nội Poly. Tại vì anh Kiên đến từ Hà Nội mà. Gần đến rồi. Em tới rồi. Ờ, anh tới rồi. Ok. Xin chào. Chào. Ui, xịn thế, sao tự nhiên lại tặng tới cửa tỉnh Vũ? À, Hà Nội. Để nhà chơi. Xịn quá nhỉ. Trông cùng tông đấy. Ok, thật ra thì tớ cũng không có nhu cầu đâu. Nhưng mà anh có nhu cầu mua mấy cái lô đất ở dưới Đồng Nai. Em đang có những cái lô đất ở dưới. Mua đất hơn là mua cái này. Nhưng mà thôi, nếu mà bạn có lòng thì tớ nhận. Tớ nhận vậy. Đang có máy quay ở trong xe đúng không? Bậy bạ, ai nói. À, đúng không? Có mic ở đây đúng không? Gọi cho máy quay ra đây. Vậy là không có chơi camera giấu kín được rồi. Anh chơi đi vui lắm á. Ờ, thank you. Hôm bữa giờ chắc là ngày nào anh cũng chơi luôn á, mấy tiếng luôn á. Không, mà anh mở đi làm đẹp á. Hôm bữa giờ em chơi cái bộ bình thường thôi. Xong rồi em được bên LV á, họ tặng cho em cái của Sài Gòn. Sau em thấy tốt quá, cái em mua mấy chục bộ luôn, em tặng. Mấy chục bộ luôn? À, ba mấy bộ đằng sau á. Vậy luôn. Cái này là... Anh tưởng của em vì luôn, vì là anh không, anh cái này là của anh Kiên nhận trước rồi, lát nữa em gửi qua cho anh cái vali của LV nữa. Thôi bị giữ. Nhưng mà chắc anh không nhận đâu, nên thôi để anh giữ nhà. Ừ thôi, anh để ở nhà đi, chắc anh không nhận được. Vì ừ, là anh cũng đang định ship cho em cái vali qua. Này đồ thế. Đồ không? Ốm không? Mắt đẹp quá. Mắt đẹp quá. Ác thật. Rồi thank you. Ok thank you. Ok, hôm nay đi quay nha. Hôm nay em đi quay vòng vòng á. Ờ, thích quá. Thank you. Cảm ơn. Hôm nay em qua nha. Chơi, chơi, chỉ cho Cam chơi. Chứ là Cam thích lắm á. Ok, thank you. Ok. Hay chơi cờ tỉnh mà. Ủa vậy hả? Bye bye anh. Chúc các bạn an toàn mùa dịch nhé. Và hãy tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Và okay, nhớ follow gia đình Cam Cam. Ok đúng rồi. Bye bye. Gặp bạn mình. Thank you. Dạ, giữ sức khỏe nha, bữa nay hôm qua nha. Và đó chính là nhân vật đầu tiên. Cái lý do mà mình chọn đến với lại nhà của anh Kiên đầu tiên là tại vì nhà của anh Kiên rất là gần nhà mình. Bạn của mình thì chắc là tối hôm qua còn xem phim, chắc là chưa có dậy đâu, còn rất là sớm. Cho nên bây giờ chắc là mình đến nhà của... Go! Dạ em đang ở dưới anh chơi. Đây là anh Việt, một người anh rất là thân với lại mình mọi người. Thì anh Việt cũng có con nữa, cho nên mình nghĩ là tặng anh Việt cái món quà này sẽ rất là ý nghĩa đối với lại cái khoảng thời gian mà gia đình chơi cùng với lại nhau. Alo. Xin chào người anh em. Khoảng bao lâu mà mày tới? 10 phút không? Giờ sao chuẩn bị đi chắc 10 phút. Ok, mày có đem không? Hả? Mày có đem không? Em gì vậy? 2 tỷ cho tao mượn. Ủa dạ vậy? Để nó chút máy ba tao phá máy thời gian sau cái gì. Email một cái bản. Ok. Và bây giờ mình đang đứng ở trước công ty của Hiếu. Thì Hiếu là một người bạn rất là thân của mình, học cùng với lại mình từ năm lớp 10, 11 cho đến bây giờ. Và Hiếu đang trên đường đi đến công ty và sau đó thì mình sẽ bất ngờ Hiếu. Tao đang đứng ở trước cái tòa nhà màu trắng trắng đúng không mày? Đối diện trường đúng không? Đúng rồi. Ơ cái gì vậy? Cái gì mà đủ thứ chuyện trên đời vậy? Ủa mày làm mỗi ngày đúng không hả? Ờ, mà cũng đang nguyên văn phòng nghỉ hết rồi. Sốt hết luôn. Chích bác xuyên. Mày chích chưa? Mày chơi bộ này chưa? Chơi rồi, cái này là bộ canvas đúng không? Ủa mày có hả? Không, bạn tao có cái y chang từng cầm qua. Bị xịn fan, hơi bị xịn. Mà canvas đúng không? Ừ, canvas. Xịn lắm. Ok, thanh kia, ủa mà vậy gì vậy? Góc này đẹp hơn hả? Tốn anh lấy góc này đó anh. Ok, vậy yeah, bạn. Vậy nha, có gì đâu nhá, bye bye cô. Mấy bạn tao là những người khùng đúng không? Ok. Nãy mẹ xin cái gì? Chà bái. Chà bái đúng không? Đúng. À, dễ đèn đá cái chỗ hôm bữa đi, các bạn mà dễ thương á. Pastor đúng không? Ok. Gần đây, đi, chà bãi đúng không? Không ai thông minh hơn. Ủa lộn? Ta rất thông minh vì ta có hai cái đầu. Ta nhân sư thông minh, còn ngươi là em song sinh. Hello, ba bố à? Hello anh Giang, anh có đang ở nhà không anh? Anh đang ở nhà đây. Ok, em chạy qua em đưa đồ cho anh nha. Ok, thank you em. Ok, dạ. Hello. Ủa anh không muốn hỏi em. Anh không muốn hỏi em là em với ba bố tặng anh gì hả? Tự nhiên khẩu trang. Sao, anh nhạc quá à. Khẩu trang ai cũng có, mất gì đâu tặng. Vậy nha, gặp nha. Ok.
Còn bây giờ thì mình đang trên đường đi đến nhà của anh Giang. Anh Giang là founder của MyOris. Anh Giang cũng có con đúng mọi người. Và anh Giang là một người mình cảm thấy là rất là hay quây quần bên gia đình. Do đó thì mình nghĩ đây là một cái món quà rất ý nghĩa. Và hình như là anh Giang có một cái set canvas của Sài Gòn Poly rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ gửi tặng cho anh Giang Hà Nội Poly. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái địa điểm tiếp theo. Đó chính là một nhân vật Hoa Sen. Let's go. Hoa tới để đậu trên đây. Áo đẹp quá ta. Có bút quảng cáo không ta? Tới nhà của local brand giàu nhất Sài Gòn rồi mọi người. Hello bạn. Tặng mày. Ok, cảm ơn bạn. Là tỷ phú. Không mày quầy đúng không? Không, mày sai rồi. Giữ sức khỏe nha ba. Áo đẹp quá à. Nãy tao đang quay tao hỏi có bút quảng cáo không? Nhưng mà không biết là có câu trả lời không nữa. Nó giá đẹp quá, mời đẹp nữa. Bye bye, bye bye, bye. Ủa, tự nhiên anh tắt máy xe vậy? Alo, Hoàng ơi, Hoàng đang ở đâu đó? Hoàng đang ở Hà Đô. Phao bộ cũng đang ở Hà Đô. Iris máy. Ok, số iPhone tới luôn á. Phao bộ, hello Hoàng nè. Ủa, hello Hoàng. Ủa, Hoàng có đang ở đó không? Đang tính chạy qua Hoàng luôn hả? Vậy Hoàng với Hoàng xuống luôn đi. Không, tôi với Hoàng đang gọi video call. Dạ, nói Hoàng có gì tôi chạy qua Hoàng hoặc gửi qua cho Hoàng nha. Gửi gì đó. Hả? Gửi số tài khoản. Nói chứ Hoàng, phao bộ sắp tới nha Hoàng. Okay, đang ở dưới luôn à? Tới luôn rồi, không phô tới luôn rồi nè. Tại vì phô ở bên Hoa Sen chạy qua. Ok. Trời, quên seat belt luôn. Mình đang tính là thông cảm tại vì á mình quên đeo seat belt. Mặc dù mình đi có 100m rồi nhưng mà. À, ui da. Ok. Chắc là đổ ở đây được hả? Trời ơi, anh có phải anh Hoang Local Brand giàu nhất Sài Gòn không anh? Trời ơi, cái gì đây? Tặng bạn. Trời ơi. Cờ tỷ phú. Dành cho tỷ phú. Đó. Đó chưa à. Cái bộ này bằng vải canvas đó Hoang. Cái này là đang làm event gì vậy? Đang làm chiêu khách hàng. Đang trên đường về bờ phải không? Chơi đi ở nhà chơi chắc vui lắm đó Hoang. Bữa giờ phô bị dính cái này. Đều. Ngày nào cũng chơi á. Ác. Trời ơi, cứ phô nha. Ok, giữ sức khỏe nha, không cần gặp. Bây giờ qua Giang Đô nè. Và Nick Võ Bể Phật. Ok. Ủa, đang quay hả? Đang quay. Tốt. Ủa, đi trốn nó chậm luôn rồi. Nhớ đẹp. Nó mấy mút nè trời á. Đó. Ở nhà là luôn đẹp như vậy nha mọi người nha. Đừng có nghĩ như vậy. Luôn đẹp. Nghe luôn nè. Ủa, hôm qua anh với Giang nghe lộn sao mà ở bên phần của anh ăn nhiều gói quá vậy đấy. Ủa, Tuấn An. Ủa, đi đâu đi trời. Quay gì nãy giờ mà chị không biết luôn. Ủa sao phải được cái gì vậy? Cái gì vậy? Biết nào? Trời ơi, bị dữ. Nhớ kề đụng mình chơi cờ tỷ phú không? Không, cái này nè, quan trọng quá. Mùi vậy hả? Vì cái này mà mình hồ quay giờ không ngủ. Nhưng mà mua mỗi cái này à. Cái đẹp nè, có đẹp chơi. Anh nói dụng vừa thôi. Cảm nhận. Xịn quá luôn á, quá xịn. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà nhận được cái bộ cờ tỷ phú mà xịn như vậy không đi chơi nha. Mày nỉ mai tao hả? Xịn quá. Giang không nghĩ là ba bồ dám bỏ tiền ra mua một cái bộ cờ tỷ phú này để tặng cho gia đình của Giang luôn. Giang rất là xúc động. Mọi người có thấy không? Mọi người hãy lấy cờ và cảm nhận để cái chất liệu của nó ở đây nè. Nó nguyên là cái bản đồ và nó làm à, y chang như cái story của nó luôn. Y chang như story Instagram của nó luôn. Chúng ta vừa rời khỏi nhà của Giang Đô Con mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta đang trên đường đi đến nhà của một người bạn rất là thân với lại mình. Đó chính là Brian Trần. Chắc là 3 tháng rồi không gặp Brian. Do đó thì bây giờ mới có dịp để đến gặp thăm cũng giống như là gửi quà cho Brian. Đó. What's up bro, how are you doing? Good? Man, it's been a while, huh? Good to see you, man. You know Monopoly? Yeah, I do. Yeah, yeah. And Canvas. This is mad. I know. Damn. So they can play with their family during this time. This is crazy, man. Who doesn't like this? It's good, huh? Yeah. How you doing? Good? I'm good, I'm too, man. Take care, man. Good to see you again. Glad to see you, man.
Bye. See you, bro. Rồi, hát đi. Go. Và bây giờ thì mình đang trên đường đi đến nhà của Bửu Châu mọi người, ở tại khu vực Tân Kỳ, Tân Phú. Mình có gọi Nhật với lại Khánh chạy ra, tại vì nhà của Nhật với lại Khánh cũng khá gần đây á. Hôm nay mình phải đi tới mười mấy điểm lận. Sao bạn? Nói gì? Áo y chang mày luôn. Dạ hả? Tặng bạn. Bửu Châu mới mua cái y chang luôn. Mày mua size gì á? Của tao thấy là mày mặc chắc như cái mền. Ừ, nón đẹp quá, nón này ước gì có tiền để được làm một local brand, để có tiền làm một cái nón. Đó, tôi gửi cho bạn liền á. Ước gì có những người bạn, người ta có một cái tâm, người ta sẽ gửi. Tao tâm mua rồi. Mày mua gì ai? Mua cho mày. Cái này là tao mua cho mày mà. Cái này là tao mua cho mày mà. Ủa, tao tưởng mày mua cho mày. Đó, mua cho mày á. Cái này tao nói quà của mày mà. Trời ơi, tự nhiên qua tặng quà mà được quà nữa, tặng bạn. Tặng hai chồng bạn ở nhà chơi. À biết này không? Ghê. Nó bằng à, nó bằng da. Trời ơi. Trời ơi, mày mua cho tao gì vậy? Không, thiệt. Thấy nhiều tiền lắm đó ba. Mua mày mà, bình thường. Tại nó mới làm rồi. Được, quá đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Bố tao làm tao gửi rồi trời. À, cái này là cờ tỷ phú đúng không? Đúng rồi, mày biết chưa? Biết mày. Trời ơi, chơi hơi gầm. Về mày, về. Về sức khỏe ha. Rồi đó là Bửu Châu mọi người. Lúc nãy á mình tưởng là Bửu Châu mua cái áo đó, sao Bửu Châu nó không có, tôi mua cho mày á. Cái áo này rất là những cái size lớn cực kỳ khó mua luôn á mọi người, không phải là dễ đâu. Mình sẽ giữ làm kỷ niệm, mình sẽ không dám mặc đâu mọi người. Wow. Ô, Bửu Châu là một trong những người rất là hợp tính với mình mọi người. Dễ thương không? Ok thôi, tiếp theo là Bukun. Let's go. Bye bye Bukun. Bye anh, cảm ơn. Bye Và bây giờ chúng ta đang ở tại Katina Chicken của Duy Anh, được nằm ở tại 202 Cô Bắc, phường Cô Giang. Quán thì bây giờ chỉ có bán mang đi mà thôi, nhưng mà Duy Anh có chuẩn bị gà để vợ chồng mình có thể ăn. Từ sáng cho tới bây giờ thì hai vợ chồng vẫn chưa có cái gì để ăn thật sự hết. Do đó thì đói ơi là đói. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong để tặng xe của Duy Anh nè mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong để tặng Duy Anh cái món quà này thôi mọi người. Go. Em tặng anh Duy Anh nè, anh Duy Anh. Cái gì vậy? 30 giây xin phép quảng cáo nha mọi người. Thì đây chính là Katina Chicken. Đây là sốt Mexican. Ở đây có rất là nhiều sốt, nhưng mà các bạn nên ăn thử Mexican. Tại vì Mexican là một cái gì đó iconic. Mình, Ni ở nhà mình ai cũng thích ăn cái sốt này hết. Mẹ đi đang trên đường về rồi. Bây giờ còn đi qua hai chỗ nữa mà gần nhà mình, cho nên là cả nửa tiếng nữa mẹ về nha. Thì con nhớ đợi mẹ, con đừng có ngủ đợi mẹ nha. Ni đang FaceTime với lại Corbin, tại vì từ sáng cho tới bây giờ hai vợ chồng chưa được gặp Corbin đó mọi người. Còn chắc là ba địa điểm nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Khanh, Helen, cuối cùng là Quân. Và tối nay thì có thể là Duy Khánh sẽ qua nhà mình, tại vì lúc nãy đúng ra là mình sẽ ghé nhà của Duy Khánh, nhưng mà Duy Khánh đã đi qua nhà mẹ của Duy Khánh rồi, rất là gần nhà mình. Ok, đi thôi mọi người. Tôi nghe nè, tới chưa? Tới rồi Khanh ơi, ở dưới nha. Ok. Băng nè, thấy nhỏ quá ôm gì hết. Ủa cho ông cho tôi cáo chứ bộ. Chưa ám đâu. Ngày xưa rất xưa thấy. Trời ơi, nó mặc. Nó mặc nó xuống. Thấy chiếc cờ tỷ phú. Thank you.
Phúc là xịn xò lắm. Ồ, chơi với Len. Alo, tháp gì, tháp gì, tháp gì, nói lại giùm em được không? Tiếng Anh nhiều quá. Cái gì? Tháp gì, tiếng Anh quá. Baby gì, baby gì? Baby long. Ok, 2 phút tới, xuống. Hello. Hello gì? Hello, nói tiếng Anh đồ. Cái gì nữa? Đó. Có bạn gì vậy? Đó anh á. Ủa? Không, bây giờ anh cầm này anh đang phải gì? Tiền không trọng á. Tiền không á. Hơn 500 triệu. Hơn 500 triệu hả? Ừ. Rồi. Đẹp không? Đưa anh số điện thoại, anh chuyển khoản lại tỷ cho. Rồi, đẹp quá vậy? Đẹp ha. Ờ, đẹp ha. Với lại mọi người, đây chính là Logan Wan. Mình là Logan Wan, đóng bên Hao Ba nha các bạn. Anh luôn là ly đẹp trai á. Ờ, giống anh mà. Đi về. Đi về rồi, ngủ rồi á. Và mình đang trên đường đi về nhà. Thì Duy Khánh đang trên đường đi về nhà luôn. Thì có đi ngang nhà mình, đúng ra ngày mai á mình sẽ ghé nhà của Duy Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó để gửi quà cho Khánh. Khánh là một người rất là dễ thương. Mình thích Khánh từ lâu lắm rồi. Hai vợ chồng mình rất là thích Duy Khánh. Ok, ở ngay đầu đường thôi. Dịch gửi cho Khánh, tính đem qua gửi cái bộ Còn tỷ phú cho Khánh. Anh nhiều, cảm ơn Khánh trời. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Bất tiện quá, đúng là phải chạy qua nhà. Không sao, không sao đâu, tại hồi sáng tới giờ. Dạ. Ôi chạy đi chắc là phải 20 chỗ luôn á. Ủa gì hả? Bạn đi sáng giờ luôn hả? 18 giờ. Vì em nhắn tin em không thấy anh trả lời. Cho anh chạy xe không có thể nào, đúng là tài xế chạy nhưng mà quay cái này á. Dạ. Để camera đó phải tự dạ, chạy. Dạ, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Ok, thank you anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Sức khỏe nha. Hết dịch, anh em mình đi cà phê. Ok, bye Khánh nha. Trời phiền quá. Ok, và bây giờ chúng ta đã về tới nhà. Từ 10 giờ sáng, 8 giờ sáng nay mình đã dậy. Từ 10 giờ, bây giờ là 8 giờ đúng, 8 giờ 1 phút đúng mọi người. Thì 10 tiếng ở ngoài, mình đã chạy đi gặp những người bạn của mình. Còn vài người không có cơ hội gặp được, giống như là Tâm, Joyce. Tại vì Tâm với lại Joyce đi về nhà nội nè. Ngoài ra là những anh em local brands khác nữa, tại vì họ không có ở tại nhà. Thì ngày hôm nay mình có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình được đích thân đi gửi những cái món quà này, chia sẻ những cái món quà có một chút ý nghĩa này đến với mọi người. Và mình cảm thấy ngày hôm nay mình rất là vui tại vì mình làm được những cái điều này. Hy vọng là các bạn sẽ enjoy cái video này. Và đây là một trong những video đầu tiên mình dành 10 tiếng để shoot từ sáng cho tới bây giờ thôi. Và thật sự là các bạn sẽ không bao giờ hiểu được đó là một người mà ngồi trên xe cứ chạy 10 tiếng đồng hồ. Và bây giờ mình cảm thấy cực kỳ tràn đầy năng lượng luôn, chứ không phải là mệt nữa. Mặc dù vừa quay rồi vừa chạy xe, nhưng mà mình chưa bao giờ cảm thấy thật sự là vui như bây giờ luôn. Hy vọng là mọi người đang xem cái video này cũng nhận được những cái năng lượng tích cực này. Những người bạn, những người thân của mình nhận được những cái món quà này thì hãy dành thời gian ở bên gia đình của mình, chơi cái board game này, enjoy nó. Và hãy giữ sức khỏe cho khoảng thời gian này nha. Until then, hẹn gặp lại mọi người nha. Peace out.